Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio được phát sóng trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan. Mình là Vân Hằng, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong tập phát sóng ngày hôm nay qua tản văn Dưới Những Cơn Mưa của tác giả Hạ Thiên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trước đây rất lâu, thi thoảng tôi vẫn sẽ ưa những cơn mưa nơi phố thị ồn ã, pha một tách trà nóng nghi hút khói, đứng nhoài người trên ban công tầng thượng của khu nhà trọ tôi ở, vươn tay vừa lấy những hạt mưa tí tách rơi, nhìn dòng người như những cây lấm nhỏ chậm chạp di chuyển, lòng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. Người ta chẳng thể vội vã dưới những cơn mưa, người ta cũng chẳng thể sụt sã nhau bằng tiếng còi xe inh ỏi. Ai mà chẳng vội, ai mà chẳng bận trăm công nghìn việc trên thế giới này, nhưng mà đâu phải ai cũng điên cuồng chạy theo dìm chảy của thời gian, quấn mình trong bụi bay vội vã. Mưa gột phố thị sạch trong, mưa làm thời gian chậm đi lời nhịp, gì gì trong tiếng xe lầm lượm. Người ta thôi cãi vã, người ta thôi cằn nhằn, và người ta dạy nhau học cách nhẫn lại thêm một chút giữa những nhịp đèn đỏ ở ngã tư. Người ta cẩn trọng hơn một chút để quan sát phía đối diện. Người ta chẳng lao đi những con thiêu thân về phía trước. Và người ta biết ơn hơn khi nhìn vào tấm áo mưa mỏng tang giữa trời mưa tầm tã điều hướng giao thông. Có lẽ người ta thấu cảm hơn với những người đang thi hành công vụ. Khi bạn đang hối hả về nhà để ăn một bữa cơm nóng hổi với vợ con, được quây quần bên gia đình, xem một kênh truyền hình nào đó rồi cùng nhau cười giòn giã, thì ngoài kia, dưới những cơn mưa, có những người vẫn đang dầm mình làm nhiệm vụ. Và lẽ đương nhiên, công việc nào cũng vất vả cả. Chúng ta thương mình, vậy tại sao chúng ta không thể bao dung hơn với người đời một chút? Tôi ngả mình trên chiếc giường quen thuộc, tay gác lên trán, nghĩ ngợi vài chuyện vu vơ rồi bật cười. Sống càng lâu, tôi càng cảm thấy mình là người may mắn. May mắn vì có một đôi tay lành lặn, một đôi chân vững chãi. May mắn vì có một mái nhà che nắng, che mưa, được ăn những bữa cơm đủ đầy dinh dưỡng, được sống là chính tôi, dẫu dăm bảy chuyện đời đôi khi làm mình uất nghẹn. Giữa một sáng chớm lạnh, Hà Nội giá xích mưa rơi, tháng 8 mùa này mưa nhiều quá đỗi, tầm tã không ngớt. Nhưng lạ thay, giữa những ngày mưa ẩm ướt bí bách, tôi lại chẳng thấy ngột ngạt nữa. Họa chăng những năm tháng ướt nồng đã thôi xa xa, trái tim sắt sát cũng giáo hoảnh. Tôi trả tôi cho chính tôi, tôi trả tôi cho cuộc đời. Tôi quấn mình vào dòng chảy ngả nghiêng giữa đất trời mà chẳng còn cầu cưỡng điều gì nữa. An nhiên tự tại, tôi để mọi sự đến và đi như một lẽ thường tình của một kiếp người bình nặng. Dưới những cơn mưa, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, chậm lại và thôi hoài tiếc những ngày xa xôi của thổ cũ, có líu kéo cũng chẳng thể trở về. Radio của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thank you.